Xin chào tất cả các bạn Đây là những cái bộ khuôn đúc chậu cây cảnh Và ngày hôm nay mình sẽ làm video để cho các bạn biết cách để chúng ta có thể tạo ra được một cái chậu cây cảnh nó như thế nào Từ những cái khuôn đúc sẵn như thế này Thì cái khuôn đúc sẵn này thì mình có đi mượn của một số người bạn của mình có đúc chậu cây Và về nhà mình sẽ đúc một vài cái chậu để mình sử dụng thì đây là cái phần nõi của cái khuôn đúc này và đây là các phần khuôn đúc được nắp ghép thì trên cái khuôn đúc này sẽ có các hoa văn và họa tiết khác nhau đấy thì nó sẽ có những cái loại hoa văn chữ và loại hoa văn hình dáng cây cối cây hoa thì mình sẽ tiến hành mình nắp ghép cho các bạn xem nó sẽ như thế nào nhé để nắp ghép thì mình sẽ nắp ghép tầm hai mảnh với nhau một, sau đó là nó sẽ nắp ghép từng miếng một vào nha các bạn. Thì mình sẽ để cái mặt chữ ngược ở bên trong và cái mặt chữ xuôi bên ra ngoài, đấy như thế này. Trên các mảnh khuôn đúc này thì nó sẽ được thiết kế những cái hàng nỗ để có thể nắp ghép lại với nhau bằng một con ốc nhựa. Con ốc này thì nó sẽ có hình chữ T hai đầu và quá trình nắp ráp vào để nó sẽ dễ dàng hơn thông qua các khớp nối của nó thì ở trên những cái hàng nỗ này nó sẽ có một cái khớp ngàm nhỏ thôi các bạn ạ để nhằm mục đích là khi chúng ta vặn con ốc này vào đây thì nó sẽ được ăn khớp và ăn khít hai cái phần mảnh ghép lại với nhau tại đây thì mình sẽ gá hai cái con ốc nhựa này vào đây tại hai đầu trước để nhằm mục đích là cố định tạm thời sau đó là sẽ nắp các mảnh ghép tiếp theo Cứ nắp mà mảnh tạm thời như vậy Sau đó là sẽ tiến hành à, liên kết tất cả những cái con ốc này vào cái phần khuôn này Để cho nó giữ chặt hơn Đây nha các bạn Tại đây thì có rất nhiều hàng nỗ ở đây Và mình sẽ vặn những cái con ốc nhựa này vào đây Đó, thì cái khuôn này nó sẽ được thiết kế từ 8 mảnh ghép lại với nhau thành một cái khuôn chậu hình nục giác đây nha các bạn bây giờ mình sẽ tiến hành mình nắp ghép nhanh cho các bạn xem nhé và tiến hành mình vặn ốc cho các bạn xem nhé sau một quá trình sau khi mình đã nắp ghép tất cả các mảnh ghép lại với nhau rồi thì tại đây thì mình sẽ nắp cái phần đế của nó phần đế ở đây thì người ta cũng thiết kế có bộ ăn khớp lại với nhau đây các bạn nhé, nó giống như kiểu là một cái dạng hình bông hoa ấy. nhưng mà đây thường thường là đây là các khớp được liên kết và kết nối với nhau thông qua các nỗ để vặn chặt những cái phần vít bằng t để liên kết với nhau các bạn. Nếu mà các bạn có thể à, sử dụng cái mảnh đế này và các bạn nắp ghép từng mảnh lên đó cũng được, nhưng mà ở đây mình à, nắp ghép như thế này để cho các bạn nhìn nó dễ dàng hơn. sau một khoảng thời gian thì mình đã nắp ghép cái phần bìa bao xung quanh này với lại phần đế của nó rồi đây là các chi tiết bên trong nha các bạn thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sử dụng dầu bôi trơn và mình sẽ quét hết cái phần họa tiết chi tiết bên trong cái phần khuôn nhựa này nhằm mục đích là quá trình chúng ta đổ xi măng này vào đây đổ vật liệu kết dính vào đây thì nó sẽ dễ dàng tháo ra được trong quá trình nó khô các bạn ạ nên cần phải sử dụng dầu bôi trơn dầu bôi trơn ở đây thì mình sử dụng dầu bôi trơn của loại nhớt thải ra từ các xe ô tô xe máy hoặc là các loại phương tiện khác có dầu bôi trơn động cơ thải ra các bạn thì mình sẽ đi xin và mua cái dầu bôi trơn đó mình sẽ quét xung quanh cái thành chi tiết hoa văn này các bạn chú ý một chút là các chi tiết hoa văn này thì những chi tiết là nhỏ thì cần phải quét dầu bôi trơn nó đậm lên nha các bạn Để cho nó bám dính hơn Sau khi đã quét tất cả các họa tiết bên trong rồi bây giờ mình sẽ quét cái phần khuôn nõi của nó nha Cái khuôn nõi này thì mình có bọc một lớp ni lông mỏng và mình sẽ quét giờ bôi trơn lên đây để nhằm mục đích là quá trình mình tháo ra mà mình rút cái nõi này ra các bạn cái khuôn nõi đó thì nó sẽ dễ dàng hơn nếu mà không sử dụng cái nước bọc ni lông cũng được có thể quét trực tiếp lên đó cũng được các bạn ạ không cần nhất thiết phải bọc ni lông như mình sau khi đã quét tất cả các giờ bôi trơn xong rồi mình sẽ tiến hành mình nắp cái phần khuôn nõi này vào đây cái khuôn nõi này thì nó nhằm mục đích là sẽ tạo được cái phần nõi của cái khuôn chậu cây cảnh này đây nhé các bạn nhé nó sẽ ngăn cách và nó sẽ tạo ra một cái khe hở vừa đủ để chúng ta có thể tạo ra được một cái phần khuôn của cái chậu cây cảnh nhé thì cái này nó cũng liên kết với nhau bởi ăn khớp tại những cái vị trí này bằng những cái con ốc bằng nhựa đây nhé các bạn nhé nó sẽ rơi tầm khoảng từ 6 cho tới 8 vị trí như thế này Đấy, mình sẽ tiến hành mình nắp vào đây cho các bạn xem nhé Rồi sau khi mình đã tiến hành mình nắp ráp thành công và xong cho các bạn nhé Và bây giờ mình sẽ đổ nguyên liệu Mình sẽ chia sẻ chút với các bạn một chút là phần nguyên liệu này Xem đấy một phần đá này Cộng với lại một phần 5 Tức là 1,5 phần cát Và 1 phần 2 phần xi măng Tức là một đá 1,5 cát và 1,2 xi măng trộn lẫn với nhau Đây nha các bạn nhé, Và tiến hành mình sẽ đảo đều lên Trong quá trình đào đều nên thì mình sẽ cho nước vào Và nước ở đây mình sẽ cho cái mức độ mà đổ cái này sẽ hơi nỏng một chút nha các bạn Tại vì nó khi nó nỏng các bạn, cái vật liệu này nó nỏng ấy thì mình đổ vào trong cái khuôn chậu đó nó dễ dàng hơn và dễ chảy hơn bên trong Đây nha các bạn nhé rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ một cái xô vật liệu nặng vào cái phần giữa của cái nõi này để nhằm mục đích này cho nó giữ cho nó ghi xuống một chút được các bạn ạ. Để cho quá trình chúng ta đổ vật liệu xây dựng vào thì nó sẽ không bị đẩy và phồng lên. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổ vật liệu và kết dính xây dựng vào đây nha các bạn. Vật liệu thì nó sẽ có bao gồm là đá này. Đá này này gọi là đá hạt ngô nha các bạn, tại vì những cái viên đá nó bé bằng cái hạt ngô mà các bạn, mình gọi là đá ngô. Và cát ở đây mình sử dụng cát vàng. Tức là cát đá sỏi các bạn ạ. Và trồn xi măng mình sẽ cho nó nỏng một chút Rồi mình sẽ đổ vào cái phần khe của cái khuôn này nhé các bạn Đấy nhé Trong quá trình đổ đến đâu thì mình sẽ sử dụng búa cao su và Mình sẽ gõ để cho các vật liệu được dàn đều với nhau các bạn nhé Nấp kín tất cả những cái khe hở họa tiết, chi tiết Để cho tránh cái tình trạng là bị xui khí nhé các bạn Đấy. Sau khi đã đổ vật liệu xong thì mình sẽ tiến hành Mình gõ một loạt bằng búa cao su để cho nó được thầm tháo đều nha các bạn sau đó là mình sẽ để cái phần xi măng này nó sẽ khô tầm khoảng từ 3 cho tới 4 giờ là mình sẽ tiến hành mình rút cái phần khuôn nõi ra trước nha các bạn đây nha sau khi đã tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ mình sẽ rút cái khuôn nõi ra trước nếu mà để quá 4 tiếng đồng hồ thì tầm khoảng 6 tiếng đồng hồ mà, mà các bạn không rút cái khuôn nõi này ra thì các bạn sẽ cực kỳ là khó rút được cái khuôn nõi này nó rất là chắc và rất là cứng các bạn đấy nên chúng ta cần phải rút cái phần khuôn nõi này ra trước tầm khoảng từ 3 cho tới 4 giờ đồng hồ là các bạn đã cần phải rút cái khuôn nó ra rồi các bạn ạ. Đấy. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình chờ tầm khoảng 12 giờ nữa mình sẽ tháo cái phần bìa khuôn này ra nha các bạn nhé. Rồi sau tầm khoảng 12 giờ sau thì phần bìa này nó đã được tháo ra nha các bạn. Tại vì cái phần xi măng nó được khô rồi. Đấy, mình sẽ tháo cái phần bìa ra. Sau khi đã tháo hết được phần bìa ra thì cái phần đáy của nó mình sẽ để thêm tầm 5 tiếng nữa thì mình sẽ tháo phần đáy nhá. Trước tiên thì mình sẽ tháo cái phần bìa để cho các bạn xem được cái họa tiết của nó sau khi đã mình đã đổ khuôn đúc nó sẽ như thế nào nha các bạn. Tháo ra thì cũng làm ngược lại thôi, chúng ta vặn ốc vào bây giờ chúng ta sẽ tháo ốc ra và để gọn một bên và sẽ lấy tay lúc này một chút là chúng ta có thể tháo được cái phần bìa này ra nha các bạn nhé. Đây là các họa tiết của cái khuôn đúc này sau khi mình đã đúc đây các bạn Đấy các bạn có thể thấy khuôn đúc ở đây mình tạo ra được những cái chi tiết rất là đẹp các bạn ạ Nếu mà có những cái khuôn đúc họa tiết khác nhau thì nó sẽ tạo ra được các chi tiết khác nhau như vậy các bạn ạ Đây nha các bạn Đây là các chi tiết ở đây Thì có một số chi tiết nhỏ nó sẽ bị tình trạng là bị sứt và mẻ một chút Thì cũng không sao cả mình sẽ chỉnh sửa lại bằng cách là mình đắp lại nha các bạn thì cái tình trạng này sẽ không thể nào mà có thể tránh khỏi được cái tình trạng sứt mẻ các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ sứt mẻ như thế này, thường thường là sứt mẻ rất là ít các bạn ạ, rất là nhỏ. Đây nha các bạn. Đây là các chi tiết như thế này sau khi mình đã đổ vật liệu xây dựng vào đây nha các bạn. Thì các bạn có thể thể quan sát thấy họa tiết ở đây rất là đẹp đúng không các bạn? Các bạn tùy theo sở thích mỗi người. Ở đây mình thích những cái họa tiết như thế này. Đây nha các bạn. Sau khi đã tháo được cái phần bìa này ra như thế này rồi thì mình sẽ để tầm khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ tháo luôn cái phần đáy nha các bạn. Và khi tháo được cái phần đáy rồi thì mình sẽ đổ nước vào phần cái chậu này và mình sẽ ngâm trong tầm khoảng 24 giờ. Thì cái chậu này sau khi quá trình nó sẽ khô tầm khoảng từ 3 cho tới 5 ngày là mình có thể lấy sử dụng trồng cây được rồi nha các bạn. Đấy nha các bạn nhé. Như vậy là mình đã có thể tạo được một cái chậu cây cảnh từ những cái khuôn đúc sẵn như thế này đây nha các bạn nhé Hôm nay thì mình làm một cái video để hướng dẫn các bạn một cách chi tiết để biết được người ta đúc khuôn chậu cây cảnh nó như thế nào. Các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ở bên dưới góc màn hình thì có biểu tượng chuông thông báo các bạn sẽ nhấn vào đó khi nào mình có video gì mới sẽ cập nhật cho tất cả các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.